6 điều có thể giúp cho cuộc sống của bạn phát triển hơn. Một điều rất công bằng trong cuộc sống đó là tất cả chúng ta, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay là khỏe mạnh, dù là người như thế nào thì cũng sẽ có cái quỹ thời gian 24 giờ một ngày như nhau. Với những người họ là vĩ nhân, họ nổi tiếng thế giới như Jack Ma, Warren Buffett hay là tất cả những người thành công, họ cũng có 24 giờ như bạn. Vậy thì cái việc định hình nên cái sự thành công trong cuộc sống nó nằm ở việc bạn sử dụng cái quỹ thời gian đó của bạn như thế nào. Vì khi bạn sử dụng thời gian của bạn hiệu quả cho những công việc có ích, ví dụ như học tập nè, làm việc nè, trao dồi kiến thức, trao dồi kỹ năng, nên bạn hãy nhớ tập luyện và rèn luyện kỹ năng sử dụng thời gian hiệu quả nhé. Thứ hai đó là suy nghĩ tích cực. Nếu bạn muốn cuộc sống của mình hạnh phúc, hãy tập cho mình cái suy nghĩ tích cực. Nếu bạn nghĩ về những cái gì đó thì những điều đó sẽ đến với bạn. Bạn nghĩ về tích cực thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ phải tích cực rồi. Còn nếu nói về tâm lý, về não bộ, thì khi bạn suy nghĩ những cái gì tích cực ảnh hưởng đến những hành vi của các bạn cũng sẽ là những hành vi tích cực. Dĩ nhiên từ suy nghĩ ảnh hưởng hành động tạo nên thói quen tạo nên tính cách sẽ gạt số phận, thì chắc chắn số phận và cuộc đời của bạn sẽ tích cực và vui vẻ hơn rất là nhiều. Thứ ba đó là ngừng than vãn. Tại vì than vãn là một trong những biểu hiện của sự tiêu cực. Tiếp xúc với những người xung quanh mà họ cứ luôn luôn than vãn, tại vì điều đó sẽ làm cho bạn bị ảnh hưởng á. Tại vì cái việc than vãn mệt mỏi trong cuộc sống về rằng mình không bằng người này, mình thua kém người kia, nó trở thành một cái thói quen, cái sự văn hóa giao tiếp của người với nhau. Rời bỏ những cái sự than vãn để cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn và giảm thiểu cái sự tiêu cực tối đa. Thứ tư đó là đồng cảm và chia sẻ. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn với điều thứ ba là mèo mới nói ngừng than vãn, sao xuống đây là đồng cảm và chia sẻ. Than vãn là bạn đi đâu, bạn gặp ai, bạn cũng kể lể về cái nỗi khổ, về sự mệt mỏi của mình. Còn chia sẻ và đồng cảm đó là bạn chọn những người thân, bạn thân số lượng rất là ít và họ thật sự hiểu bạn, họ thật sự bên cạnh bạn, họ thật sự lắng nghe và chia sẻ với bạn. Có một câu nói rất hay là con người cảm thấy cô đơn trong cuộc sống này là vì thay vì họ xây những chiếc cầu thì họ lại xây những bức tường. Tức là họ chọn cái việc sống một mình và họ gặm nhấm những cái nỗi đau, những cái vết thương của mình một mình. Nên trước khi bạn nhận chia sẻ từ người khác, bạn có thể tập cái việc mình lắng nghe và chia sẻ với những câu chuyện của người khác. Và bạn cũng nên có cho mình những cái mối quan hệ thật là chất lượng, những người mà có thể đồng cảm, lắng nghe và chia sẻ với câu chuyện của bạn. Thứ năm đó là thành thật. Sống thành thật là một cách để cho cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Vì nếu như các bạn chọn một sống giả dối, các bạn sẽ phải diễn nè, sẽ phải nhớ những lời mình giả dối, nên sẽ phải gặp người này diễn một kiểu, gặp người kia diễn một kiểu, kể ra thôi là đã thấy mệt mỏi rồi đúng không? Thì chỉ có cái việc sống thành thật, mình gặp ai mình cũng là mình. Thứ sáu đó là sống cho hiện tại. Tại vì mèo có thấy rất nhiều bạn sống với nỗi ám ảnh của quá khứ và sống với nỗi kỳ vọng cho tương lai. Tương lai thì chưa tới, hiện tại mới là cái nền tảng cho tương lai, nên hãy sống vì hiện tại nếu như bạn muốn tương lai của bạn tốt hơn. So come down, 还剩了月镜中的